Chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Văn Dũng thì tôi sẽ giới thiệu các bạn một số nội dung mà trên lớp mình không có học thì để các bạn có thể đọc thêm và mình có thêm kiến thức. Thì như vậy cái nội dung tôi giới thiệu ở đây thì nó nằm trong cuốn sách mà tôi gửi các bạn từ đầu học kỳ, Material Science and Engineering thì của ông Callister bạn thứ 8. Thì như vậy cái nội dung đầu tiên tôi mới giới thiệu với các bạn đó là cái chương làm ứng dụng và những cái quá trình nói chung là chế tạo của những cái hợp kim kim loại hay hợp kim. Thì như vậy ở đây thì mình có thể thấy là một cái hình ví dụ đây là cái vỏ nhôm của cái lon Pepsi, và như vậy mình thấy là người ta sẽ đúc nó từ những cái lá nhôm. Ở đây mình thấy cái hình đây nè đó, thì như vậy là một cái ví dụ về ứng dụng của kim loại trong đời sống. Thì như vậy trong cái chương này các bạn sẽ biết những nội dung gì. Thì đầu tiên thì mình tiếp cận ở trên góc độ là gì, là những cái hợp kim mà phổ biến thôi nha bạn, được thương mại phổ biến, những cái tính chất và những cái hạn chế chung của nó thôi. Thì như vậy ở đây thì kim loại hợp kim loại người ta chia thành hai nhóm. Thì nhóm thứ nhất là của sắt và nhóm thứ hai không phải sắt. Thì trong cái nhóm của sắt ở đây họ chia thành là thép và gang. Thì lý do tại sao mà ở đây sắt nó được chia thành một nhóm riêng, vì cái lý do ở đây về mặt thực tế thì nó được sản xuất với cái lượng mà sao nhiều hơn bất kỳ kim loại nào khác đó. Tại sao nó sản xuất nhiều? Ở đây có một số lý do ha. Đầu tiên đó là sắt thì nói chung là nó có trong cái lớp vỏ trái đất với một cái lượng thừa thải rất là nhiều các bạn. Thì như vậy ở đây là về mặt kim loại thì sắt nó đứng thứ hai chỉ sau là nhôm thôi. Tuy nhiên là cái quá trình sản xuất nhôm thì cái chi phí nó đắt đỏ hơn nhiều so với sắt. Thì tiếp theo nữa ở đây là sao, những cái hợp kim mà của sắt thép này nọ thì như vậy cái quá trình mà sao, quá trình mà tách tách nó ra tinh chế rồi nói chung là hợp kim, rồi quá trình mà đúc nó chế tạo thì nói chung là nó tương đối là kinh tế nghĩa là rẻ tiền. Lý do tiếp theo nữa là sao, nói chung là nó rất là đa năng, nó như vậy là nó ứng dụng cho rất là rộng với những cái tính chất là về cơ học và về vật lý hay là rất là trải dài, nghĩa là cho nhiều cái mục đích. Thì cái nhược điểm chính của những cái hợp kim liên quan tới sắt đó là sao, là nó dễ bị ăn mòn. Ở đây thì cái sắt nó sẽ bị oxy hóa thành sắt oxit. Thì ở đây các bạn thấy là một cái sơ đồ người ta phân loại nhưng hợp kim ở đây người ta phân loại thành nhóm, đầu tiên là nhóm sắt hay là nhóm không phải sắt. Thì trong sắt thì chia thành là thép và gang. Thì thép thì nó chứa carbon nhưng mà hàm lượng không quá cao các bạn. Thì nên trong đây này chia thành nhiều cái nhỏ hơn hàm lượng carbon thấp, trung bình, cao đó chẳng hạn. Thì bên đây là nhóm mà nói chung là kết hợp với hợp kim khác với cái lượng kim loại khác là nhiều, ví dụ trong trường hợp thép không gỉ. Trong trường hợp gang thì cái lượng carbon tương đối nhiều và nó cũng phân ra nhiều loại ha. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu một số loại điển hình. Thì đầu tiên là thép ha. Thì các bạn nhớ thép nó là hợp kim của sắt và carbon. Trong đó cái lượng carbon là không có nhiều thường thường là bé hơn 1% về mặt khối lượng. Đấy. Như vậy thì ví dụ trường hợp mà thép mà lượng carbon thấp là sao? Là bé hơn 0,25% carbon. Như vậy thì ở đây là nó ảnh hưởng tới những cái tính chất cơ học điển hình của thép, giống như là độ bền kéo, độ bền dẻo, độ bền chảy vân vân ha. Đó. Đặc điểm chung là lượng carbon nó nhỏ. Rồi mình thấy thấy là nói chung là nó sẽ có những cái ký hiệu thương mại. Đó. Thì mỗi một cái loại thép thế này nó sẽ có một số ứng dụng điển hình ha. Đó, ví dụ ở đây thì các bạn sẽ thấy là ví dụ giống như là trường hợp này, ví dụ là những cái bình chứa áp suất và nhiệt độ thấp chẳng hạn, rồi cái khung xe tải chẳng hạn, một số ứng dụng trong trường hợp mà thép hàm lượng carbon thấp.
đó, chơi tập cây cầu chẳng hạn, rồi cái tháp đó. Rồi tiếp theo đó là cái trường hợp lượng carbon trung bình, nghĩa là ở đây cái lượng carbon từ 0,25 đến là 0,6 là phần trăm khối lượng. Thì như vậy ha, cái này thì nó sẽ cứng hơn các bạn ha, nhưng mà dĩ nhiên là nó cái độ bền của nó sẽ có thể giảm xuống. Rồi ở đây mình thấy là có thể là người ta cho thêm một số kim loại khác vô, ví dụ là niken, chrome, molybden. Rồi tiếp theo là cái trường hợp mà hàm lượng carbon cao là từ 0,6 tới 1,4% về mặt khối lượng, thì nó carbon mà mình cho nhiều vô thì nó trở nên là cứng hơn ha, mạnh hơn đó. Rồi ha, thì ở đây thì nó sẽ có thể là rất là cứng ha. Và ví dụ ở đây mình ta làm một số thiết ứng dụng như thế, trường hợp nào ví dụ là làm chiếc làm dao ha, làm mấy con dao nó gần rất là cứng chẳng hạn đó, làm cái bít tông ha, những cái hammer là cái giống như cái nón bảo hiểm chẳng hạn, ví dụ vậy đó, những cái dụng cụ hoặc là thiết bị mình cần phải rất là cứng ha, giống như là cái ống gì đó của máy bay chẳng hạn. Rồi ha, tiếp theo là cái nhóm mà thép mà không gỉ nha, thép không gỉ. Như vậy thép không gỉ nghĩa là sao? Nó là có khả năng là nó chống ăn mòn đó, chống ăn mòn. Thì nói chung cái yêu cầu bắt buộc là sao, là phải có cái nguyên tố chrome, và cái lượng chrome thì ít nhất là phải 11% về khối lượng đó, dẫn tới là cái giá thành của thép không gỉ là nó phải cao hơn so với bình thường. Đấy, dĩ nhiên là chrome nó phải đắt tiền hơn so với là sắt rồi. Ở đây người ta có thể thêm niken hoặc là một số kim loại khác, dù là molybden, wolfram, vanadi vân vân ha, để mình cải thiện cái độ bền. Nói gì mình thấy là mình sẽ có những cái ứng dụng tương ứng ha, tương ứng ở đây thì mình cần nó phải bền. Cái này chi tiết hơn nè, ví dụ bạn thấy ha, một số ký hiệu thương mại tương ứng này, ứng dụng cho trường hợp nào, dụ giống như cái bình ha đó, cái bình mà nói chung phun thuốc trừ sâu trong nông nghiệp đó. Nó chẳng hạn ha. Rồi cái thành phần mà xả khói trong cái máy xe đúng không? Đó. Ví dụ đặc biệt cho mình hóa mình ha, trong những cái thiết bị mà công nghiệp á, để mà sản xuất hóa chất hoặc là thực phẩm thì mình sẽ dùng thép không gỉ. Nên lý do là nếu giả sử mình dùng thép bình thường á, thì sắt nó bị oxy hóa, nó sẽ sinh ra những cái hạt nó phân tán vào trong hóa chất của mình hoặc thực phẩm, như vậy là không có tốt á. Nên đây thì mình cần phải dùng thép không gỉ. À, ví dụ mấy con dao ha, những cái bình chịu áp sức vân vân đó. Rồi cái nhóm thứ hai là cái nhóm gen các bạn ha, gen thì nói chung cái lượng carbon thì nó nhiều ha, lớn hơn 2,14% khối lượng, thực tế thì nó khoảng từ 3 tới 4,5% khối lượng carbon. Thì ưu điểm là sao, trong trường hợp này thì mình cho carbon vô nhiều thì cái nhiệt độ nóng chảy của nó là sẽ giảm xuống, thì mình dễ là nấu chảy nó ra và dễ đúc khuôn hơn á. Tuy nhiên nó trở nên giòn hơn các bạn ha, giòn hơn nó như vậy ha. Ở đây nó sẽ có một số loại gen điển hình nè, người ta có thể nghiên cứu dạng đồ pha nó để biết nó thành phần thế nào ha. Đặc điểm chung là khi mình cho vô thì nó tạo thành cái dung dịch gắn, thì cái nhiệt độ nóng chảy nó sẽ giảm xuống đó. Rồi ở đây là ví dụ một số hình, các bạn có thể thấy là những cái chấm đen đen đó là carbon nó phân tán trên cái nền sắt. Thì như vậy là mỗi cấu trúc này nó tương ứng với một cái loại gen. Cái này các bạn đọc để tham khảo ha. Đó, thì như vậy ha. Một số loại. Rồi, ứng dụng tương ứng ha. Này, cấu trúc của nó. Rồi, bây giờ tiếp theo nữa là mình sẽ giới thiệu nào đây ha. Trong trường hợp này là trường hợp là mình cho thêm ở đây ha, cái này là giống như là sắt nè, như than kỳ hay graphite, dạng graphite. Thì như vậy ở đây là nó có thêm silicon vô nữa, từ 1,7 tới 3,0%, người ta cho thêm vô nữa. Thì như vậy là ở đây cho thêm cái silic vô thì nó sẽ tăng cái độ dẫn nhiệt ha, nó tăng thêm cái bệnh bệnh nhiệt ha, tránh được trường hợp bị sốc nhiệt chẳng hạn. Rồi nó cái mức nó bị oxy hóa thấp hơn ha. Đó, tiếp theo là ở đây một cái nhóm thứ hai là những cái hợp kim mà không phải trên nền tảng của sắt,
nên là những cái kim loại còn lại ha. Ở đây mình sẽ thấy một số là điển hình. Đầu tiên là đồng và hợp kim của nó. Ở đây mình có đồng thau ha. Đồng thau thì nó sẽ có 35% là kẽm. Đấy, đại loại ha. Và ví dụ trong trường hợp mình muốn giảm điện thì nói chung cái hàm lượng của những cái nguyên tố khác là thấp ha. Nói chung là muốn làm dây dẫn thì nói chung đồng nó phải tinh khiết nha. Còn dù mình ứng dụng những trường hợp khác thì có thể là mình sẽ chế tạo hợp kim với những cái nguyên tố khác. Nên các bạn đọc thêm ha. Rồi tiếp theo đó là cái nhôm và hợp kim của nó. Thì ưu điểm của nhôm là sao các bạn? Là nhẹ nha. Đó, mình so khối lượng nghiêng của nó là 2,7 gram trên cm khối. Mình so với là sắt và thép nói chung 7,9 gram trên cm khối. Nhẹ hơn gấp mấy lần ha. Đó, ở đây nhẹ hơn nhưng mà nó sẽ dẫn điện và dẫn nhiệt là tốt hơn. Đó, vì nó chống ăn mòn trong những môi trường phổ biến là cũng tốt hơn. Đó, như vậy ha. Thì ở đây ha, thì tiếp theo cái là sao, nó rất là dẻo các bạn, nó rất là dẻo, rất là da, rất là bền. Như vậy mình có thể giác mỏng nó thành những cái phôi rất là mỏng ha, đó mình cuộn lại luôn được. Đó, giống như cái hình mình thấy đầu tiên đó. Như vậy tuy nhiên ở đây nhôm nó có nhược điểm là cái chi phí chế tạo là cao các bạn, tại vì quá trình điện phân sản xuất nhôm nó thì tốn điện rất là nhiều ha, dẫn tới chi phí rất là cao. Và dĩ nhiên nó cũng không có cứng lắm, nhưng tuy nhiên là nó cũng có nhiều ưu điểm, thành ra nó cũng sẽ ứng dụng ha. Ví dụ trong những cái thiết bị để gì, để chứa ha, để dự trữ đó ha. Nói chung liên quan tới hóa chất thực phẩm chẳng hạn, rồi những cái thiết bị trao đổi nhiệt ha, mình cần nó dẫn nhiệt tốt chẳng hạn. Thì ở trong trường hợp này thì mình sẽ dùng hợp kim của nhôm, hoặc là ví dụ mình thấy trong những cái cấu trúc của những gì máy bay ha, nói chung nhiều cái thiết bị đó mình muốn nó nhẹ đi, đặc biệt là máy bay thì nói chung mình dùng nhôm cho nó nhẹ. Rồi tiếp theo ha, tiếp theo là magie, magie hợp kim của nó. Vì ưu điểm magie là nó còn nhẹ hơn nhôm đó các bạn ha, khối lượng nghiêng là 1,7 gram trên cm khối. Với đây đây ha, là ưu điểm này thì ta ứng dụng làm gì, để chế tạo những cái thành phần trong cái máy bay ha cho nó nhẹ. Ứng dụng điển hình ha, nói chung trong máy bay nhiều chi tiết cần nó nhẹ. Rồi một cái nữa ha, tiếp theo là titan và cái hợp kim của nó. Thật ra titan ở đây thì cái nó nhẹ các bạn ha, nó không phải quá nhẹ nhưng mà nó thuộc thuộc dạng là tương đối nhẹ, và nó là có nhiệt độ nóng chảy nó cao, nó cứng, nó bền nữa các bạn, nó rất là bền ha. Nói thì như vậy là titan này nó rất là đa năng ha, nó cứng ha, nó khác như nhôm ha, nó nhẹ mà nó cứng thì như vậy ha, và nó sẽ bền nhiệt rất là tốt đó ha. Thì như vậy ở đây thì người ta sẽ dùng cho gì, mục đích ví dụ các bạn sẽ thấy những cái đồng hồ mà gì bằng titan đó, nó khả năng chống oxy hóa được luôn. Và ở đây ví dụ một cái số thiết bị giống như là mấy cái tàu ngầm á, nó cần chịu cái áp suất ha của nước rất là lớn, thì như vậy họ làm bằng hợp hợp kim titan. Titan rất quan trọng. Tiếp theo nữa ha, thì như vậy ha, ở đây một số siêu hợp kim. Thì trong trường hợp này là người ta kết hợp nhiều kim loại với nhau. Ví dụ một số kim loại nói chung là đặc biệt hay là lạ, ví dụ kim loại đặc hiếm chẳng hạn. Để mà kết hợp nó có nhiều ưu điểm, mình tạo thành cái vật liệu mình gọi là composite đó. Thì cái phần sau tôi sẽ giới thiệu các bạn trong video khác ha. Đó, một số siêu hợp kim mình thấy nó gồm nhiều kim loại khác nhau kết hợp lại. Chào các bạn, trong video này tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn về ứng dụng của một số vật liệu gốm sứ điển hình. Như vậy ha, thì đầu tiên là mình sẽ nói về phân loại vật liệu gốm sứ. Thì như vậy ha, vật liệu gốm sứ nghĩa là vật liệu trên nền tảng là cái mạng tinh thể ion. Thì như vậy ở đây mình sẽ thấy là những cái vật liệu mà phổ biến là gồm gì ha. Thứ nhất là trên nền tảng hỷ tinh. Đó, thì như vậy mình có hỷ tinh nói chung và hỷ tinh với gốm sứ ha. Thì tiếp theo là nhóm vật liệu gốm sứ trên nền tảng là đất sét ha, đất sét. Ở đây mình sẽ có đất sét dạng màu trắng, nghĩa là nung gọi ha, và những một số cấu trúc đất sét. Rồi đây tiếp theo là một số cái nhóm mà vật liệu gốm sứ mà nó có khả năng là chịu nhiệt ha, nghĩa là chịu lửa chẳng hạn. Trên nền tảng là đất sét mà được đun rồi, nền tảng vật liệu silica,
trên nền tảng một số oxit mà có tính bazar, một số loại đặc biệt, rồi tiếp theo là nhóm cái vật liệu là nói chung là nó dùng để mài mòn, một số loại đá cứng dùng để mài mòn, xi măng và một số vật liệu gốm sứ tiên tiến. Đầu tiên thì mình giới thiệu về thủy tinh. Thì như vậy mình thấy thủy tinh cái thành phần chính đó là silic oxit và cái lượng nó có thể thay đổi. Và ở đây nó sẽ có thêm những cái oxit khác, ví dụ là natri, canxi, kali, nhôm oxit vân vân. Ở đây thì trong trường hợp mà natri oxit mình gọi là soda, hoặc là canxi oxit nó có nguồn gốc từ đá vôi là slim ha, cái tên thường dùng trong tiếng Anh. Ở đây mình sẽ thấy là một số loại thủy tinh điển hình nè, và mình thấy cái hàm lượng silic oxit nó sẽ ảnh hưởng nha. Nhưng mà trong trường hợp mà thủy cái hàm lượng silic rất là cao ha, ví dụ là lớn hơn 99,5% là trường hợp thạch anh, thì như vậy thì nó sẽ có nhiệt độ nóng chảy rất là cao nha, nó rất là cứng nha, hệ số dạng nở rất là nhỏ, và như vậy là nó sẽ chống được cái hiện tượng là sốc nhiệt. Đó. Nhưng mà dĩ nhiên là cái quá trình gia công nó sẽ rất là khó. Thì một số loại thủy tinh, ví dụ là tiếp theo là cho thêm là nguyên tố bo vô ha, chẳng hạn, thì như vậy thì nó sẽ bền được, tránh được hiện tượng sốc nhiệt ha. Thì nói chung là nó cũng chịu được một số loại hóa chất thì mình sử dụng trong phòng thí nghiệm chẳng hạn. Đấy. Thì trong trường hợp những cái bình chứa bình thường thì mình sẽ dùng cái thủy tinh loại rẻ tiền hơn, là soda với lim từ có natri oxit và canxi oxit, thì như vậy cái nhiệt độ nóng chảy thì nó sẽ thấp hơn ha, nó sẽ dễ gia công hơn, mình dễ đúc hơn và nó rẻ tiền ha. Đó, tiếp theo là sợi thủy tinh thì cái hàm lượng silic oxit là thấp nha. Ở đây mình sẽ cho thêm những cái oxit khác vô nhiều hơn, và vì như vậy thành ra cái nhiệt độ nóng chảy là thấp, dễ kéo sợi ha các bạn. Đó, sau đó mình ứng dụng trong những cái vật liệu composite. Rồi có trường hợp nữa là thủy tinh mà ứng dụng cho những cái lĩnh vực và những cái len ống kính trong quang học ấy, thì mình cần chiết xuất cao, thì ở đây là mình thấy là người ta cho thêm một cái lượng trì oxit hàm lượng rất là cao tính theo phần trăm khối lượng vào. Rồi thì thủy tinh mà gốm sứ ở đây là sao, nghĩa là ở đây người ta sẽ cho một số oxit khác với hàm lượng cao, ví dụ trong trường hợp này họ cho cái vật liệu gốm sứ là nhôm oxit vô với lượng là tới 30% chẳng hạn, thì vậy trong trường hợp nó rất là cứng nha, do là có nhôm oxit chẳng hạn đó, và nó sẽ là chống được cái hiện tượng sốc nhiệt. Thì tiếp theo ha, ở đây thì có những cái phần mà tính chất thế này thì tôi lướt qua ha, tôi chỉ là tôi giới thiệu thôi. Thì tiếp theo là cái nhóm vật liệu là nói chung là trên nền tảng là đất sét ha. Thì các bạn sẽ thấy đất sét thì nó có rất là phổ biến ngoài tự nhiên, nó là thành phần nói chung là rẻ tiền ha. Thì ở đây đất sét nó có một cái hay, nghĩa là nó sẽ có tính dẻo. Cái tính dẻo này là ở góc độ vĩ mô nghe, chứ không phải giống như là cái vật liệu polymer là nó tính dẻo ở góc độ từ vi mô luôn ha. Nói chung bản chất của vật liệu gốm sứ là giòn, tuy nhiên ở đây là ở góc độ vĩ mô thì đất sét nó có tính dẻo, do nó là sao, nó hấp phụ nước và những cái hạt đất sét nó sẽ dễ dàng trượt lên nhau ha. Thì dẫn tới là sao, cái hỗn hợp mà đất sét và nước á thì nó dễ dàng mình giống như là mình định hình nó, nghĩa là mình muốn đắn nó ra hình dạng gì đó ha, nghĩa là trong quá trình đúc khuôn nó rất là dễ đó. Như vậy khi mình đun ở nhiệt độ cao thì đất sét mình thu được nó sẽ có màu trắng ha, nó trở nên trắng hơn khi mình đun ở nhiệt độ ha, ví dụ là đến 1000 độ C chẳng hạn. Thì cái trường hợp đun như thế này thì mình sẽ được đất sét đun và nó rất là cứng. Thì như vậy ha, đất sét mình sử dụng rất là phổ biến ha, để làm đồ gốm. Tiếp theo nữa là cái nhóm vật liệu mà chịu nhiệt ha, cái vật liệu chịu nhiệt. Thì như vậy cái nhóm vật liệu này thì bạn sẽ thấy là ở đây thì ví dụ mình sẽ thấy là dù đất sét mà được đun rồi nè, đó mình thấy là những cái oxit này thì nó sẽ không có bị cháy nữa và nó rất là cứng ha. Đó, mình thấy là cái hàm lượng nhôm oxit rất là cao chẳng hạn, như trong trường hợp đất sét hoặc là đất sét mà kết hợp với nhôm oxit, rồi silica ha, hàm lượng silic rất là cao chẳng hạn, chịu nhiệt rất là tốt ha. Đó, trong trường hợp này là mari oxit rất là nhiều. Đây là nhóm vật liệu mà chịu nhiệt được. Đây, ví dụ là trường hợp mà đất sét, silic oxit và nhôm oxit là chủ yếu ha. Rồi ví dụ trong trường hợp ở đây là có
thêm cái tính axit, nghĩa là ở đây cái thành phần silic oxit mình coi như là có tính chất axit, mình gọi là cái vật liệu nói chung là chịu nhiệt theo cái nhóm axit ha. Còn ví dụ trong trường hợp mình cho vô ví dụ là mare oxit thì nó sẽ có tính kiềm chút xíu ha. Đó, mare oxit hoặc là canxi oxit. Rồi một số loại khác ha, ví dụ cho thêm là peroxit, zirconi oxit vào. Đó. Rồi tiếp theo là nhóm vật liệu mài mòn, có nghĩa là sao, nghĩa là trong trường hợp này nó rất là cứng nha các bạn à, như vậy mình dùng để mình mài mòn, mình cắt những cái vật liệu khác mà nó mềm hơn ha, đó như vậy ha, dù mình làm đá mài đó chẳng hạn thì đặc điểm nó rất là cứng ha đó, hoặc là mình sẽ phủ trên bề mặt để bảo vệ ha, cho những cái dụng cụ thiết bị của mình ha, như vậy thì nó rất là bền ha. Và ở đây nó cái nhược điểm là sao, nó không có dễ để mà chế tạo ha. Thì đây ví dụ mình nói là kim cương trên lý thuyết là sao, nói chung là có thể, nói chung mình có thể khai thác từ tự nhiên hoặc là mình tổng hợp được thì nó đều là những cái vật liệu mài mòn điển hình ha, tuy nhiên là giá thì nó rất là đắt. Thì vậy là thực tế thì người ta có thể sử dụng những cái vật liệu mài mòn phổ biến khác như là trên nền tảng của silic và carbon, của vanadium và carbon chẳng hạn, hoặc là nhôm oxit đó, hoặc là cát ha, silic oxit rẻ tiền hơn đó. Rồi ha, tiếp tục thì tiếp theo là đây là tôi giới thiệu tiếp là xi măng. Thì như vậy xi măng là cái gì ha, ở đây người ta sản xuất từ thạch cao ha, đó, đun dưới nước thì nó sẽ với cát ha, nó sẽ ra cái sản phẩm là CaO và SO2, ở đây nó có thể là tỷ lệ 3:1 hoặc là tỷ lệ 2:1 hỗn hợp hai này ha. Như vậy là khi mà cái xi măng của mình gặp nước thì nó sẽ hình thành cái dạng ngậm nước ha, và nó sẽ từ cái bột nó sẽ hóa thành khối gắn nó như vậy ở đây ha, thì nó giống như là nó hình thành cái nước vô nó sẽ thành dạng là kết dính ha. Đó thì tiếp theo nữa là ở đây thì cái lượng CO dư này nè nó sẽ phản ứng với CO2 trong không khí và nó sẽ hóa gắn tương đối là bền. Thì như vậy ở đây là cái xi măng là cái vật liệu được dùng rất là phổ biến trong xây dựng đúng không? Thì tiếp theo là những cái loại vật liệu gốm sứ mà nói chung tiên tiến. Thì như vậy ở đây mình thấy là đây là trong mỗi một cái chương, ví dụ về tính chất là điện, tính chất từ, tính chất quang, thì mình sẽ thấy mình đã học một số vật liệu gốm sứ điển hình rồi, ứng dụng cho từng trường hợp đã ha. Ở đây ví dụ mình sẽ thấy là một số ví dụ như cái đây là cái hệ thống mà vừa cơ vừa điện ha, ở dạng kích cỡ micro, nghĩa là nói chung là cái kích thước rất là nhỏ ha, nó dùng mấy chi tiết trong đồng hồ chẳng hạn, nó rất là nhỏ đó, là cơ điện. Tiếp theo á, là cái sợi quang học ha, sợi quang học thì như vậy ở sợi quang học thì cái đặc điểm là sao, nó cần là cái chiết xuất nó phải cao ha. Ở đây dù là trên nền tảng là silic và nitơ, cái khối lượng nghiền của nó cỡ 7,8 gram cho tỷ khối nó. Rồi tiếp theo ở đây là cái quá trình ha, quá trình là chế tạo ha, chế tạo cái này thì thôi, cái phần này thì mình sẽ các bạn tự đọc ha, thì tôi chỉ giới thiệu một số cái gọi một số cái vật liệu gốm sứ ứng dụng điển hình thôi. Chào các bạn, trong video này tôi sẽ giới thiệu các bạn về cái ứng dụng của vật liệu polymer. Thì như vậy nó nằm trong chương 15. Thì như vậy trong chương này thì tôi sẽ tập trung nói về cái phần phân loại một số vật liệu polymer ha. Thì như vậy ở đây thì đầu tiên thì polymer mình sẽ có là chất dẻo lattice. Thì như vậy ha, lattice thì nó sẽ có cái tính chất điển hình là tính dẻo. Và như vậy ở đây thì mình sẽ thấy là một số loại ha, nó gồm là cái tên vật liệu, cái tên thương mại của nó, những tính chất điển hình của nó và cái ứng dụng điển hình của nó. Thì ở đây mình sẽ thấy một số loại ha, ví dụ là nhựa ABS chẳng hạn. Đầu tiên cái nhóm đó là nhóm nhựa nhiệt dẻo các bạn, nghĩa là nhựa nhiệt dẻo là cái nhựa có khả năng tái chế nó mà ứng dụng tương ứng ha, ví dụ là nhựa acrylic đó, rồi nhựa teflon. Thấy teflon thì như vậy là nó
Nó làm ứng dụng cho trường hợp mà nó chống ăn mòn ha. Nó như vậy ha, như trong những cái đường ống cái van cho mình hóa chẳng hạn, hoặc là những cái lớp phủ mà nói chung là chống ăn mòn. Đó. Rồi nói chung cái sợi ni lông là polyamide hàng thì làm áo phác chẳng hạn, ví dụ vậy. Polycarbonate, rồi polyethylene, polyglobilene, polystyrene, vinyl. Tiếp theo ha, nhựa PET sử dụng phổ biến làm mấy cái chai đựng nước ngọt ha. Nhựa epoxy. Cái này thì tiếp theo ha, nhựa ở đây nhựa epoxy, nhựa phenolics và polyester, nó là cái nhóm mà nhựa nhiệt gắn các bạn. Có nghĩa là nói chung là nó được sử dụng một một lần rất là khó tái chế ha, tại vì mình đun lên thì nó không có nóng chảy ra được mà nó sẽ bị phân hủy. Đó thì như vậy ha, đây cái trường hợp là chất dẻo. Tiếp theo á, là ứng dụng tiếp theo là cái vật liệu đàn hồi ha, nghĩa là cao su á. Thì như vậy ha, ở đây thì nó có thể là nó có nguồn gốc từ tự nhiên hay là tổng hợp. Và ở đây thì nó cũng có cao su trên nền tảng là silicon. Có nghĩa là ở đây cái nguyên tố carbon nó sẽ được thay thế bằng silic và mình sẽ có vật liệu tương ứng gọi là vật liệu silicon. Nên thì ở đây là một số loại ha, một số loại cao su phổ biến, tên thương mại của nó, và ở đây là cái gì, cái tính chất ứng dụng của nó và cái ứng dụng điển hình của nó. Vô đây mình sẽ có cao su tự nhiên ha, nó là poly của isoprene, rồi ví dụ là cao su này là copolymer của styrene và butadiene. Đó. Rồi, ví dụ là cao su buna A thì na chai ha. Trong trường hợp này nó gồm acetylenicin và butadiene, chlorophen, rồi polysilane, silosan, nghĩa là cái vật liệu silicon. Thì điển hình của nó là tính đàn hồi các bạn. Như mình ứng dụng cho những cái ví dụ là trường hợp trái banh ha, dù trái banh nó cần đàn hồi, hoặc là cái lớp xe chẳng hạn, sợi dây thun chẳng hạn, hoặc là một cái chỗ, ví dụ một số vị trí các bạn cần có những cái điểm để bạn chim á ha, như vậy ha, thì mình cần cái vật liệu có tính đàn hồi. Tiếp theo ha là sợi ha. Đó, như vậy ứng dụng làm những cái sợi thì ở đây những cái sợi polymer thì sao ha, nó rất là dài á, và cái tiêu chuẩn tối thiểu là cái chiều dài so với đường kính nó phải gấp 100 lần trở lên thì mới gọi là sợi ha. Thì ở đây họ nói rằng là sao, hầu hết những cái sợi polymer mà được thương mại á, thì sử dụng cho cái ngành công nghiệp dệt đó mấy bạn. Nó nghĩa là nói chung làm ra quần áo này các kiểu á. Ví dụ là sợi gì ha, sợi mình sẽ có sợi cô tông, nó từ tự nhiên ha, từ gỗ, rồi sợi ni lông, sợi ester, đó là thành phần chính để mà mình làm cái vải ha, làm vải. Rồi ha, tiếp theo nữa là một số ứng dụng khác, thì ví dụ là trường hợp này là casting, nghĩa là cái lớp phủ ha. Ở trong trường hợp này là mình sẽ phủ cái polymer của mình trên một cái bề mặt của một cái đối tượng nào đó cần bảo vệ. Đó, như vậy ở đây nó ý nghĩa là gì? Ví dụ thứ nhất là bảo vệ cái đối tượng từ cái môi trường, hay có thể là môi trường ăn mòn chẳng hạn. Thứ hai nữa là giống như cải thiện về cái hình thức bên ngoài á, nói chung là về yếu tố thẩm mỹ á. Và thứ ba là có thể là ví dụ là trong trường hợp này nó sẽ có khả năng là cách điện ha, như vậy là nhựa không có dẫn điện. Đó. Rồi thì như vậy ha, đó là ứng dụng cái trường hợp là mình phủ ha. Ví dụ trong trường hợp mình thấy một số thiết bị phản ứng cho ngành hóa của mình, mình sợ là nó bị ăn mòn bởi axit hạt bazơ thì mình phủ cái nhựa teflon ha bên trong đó, để mà cái hóa chất nó sẽ không tiếp xúc trực tiếp với cái vỏ thiết bị là bằng thép ha. Tiếp theo nữa đây là cái mạng, đây là chất kích dính. Như vậy chất kích dính là những cái thành phần mà sao nó sẽ tạo thành liên kết giữa hai cái bề mặt gắn đó chẳng hạn ha. Như vậy ở đây cái liên kết này có thể là cái theo cái cơ chế là cơ học hoặc là hóa học đó, như vậy ha. Thì như vậy ở đây thì ví dụ trong trường hợp mà cái kiểu liên kết hóa học thì nó có là cái lực liên phân tử, nó dụ giữa cái hai chất kết dính với nhau, hai chất kết dính vào cái bề mặt đó, thì ở đây thì có thể là lực cộng hóa trị hoặc là lực van der Waals. Như vậy ha, thì ở đây mình sẽ có thể có những chất kết dính tự nhiên, ví dụ là nhựa thông hoặc là hộ tinh bột ha. Đó.
thì hoặc là ở đây thì thường bây giờ là để mà ổn định thì họ hay dùng những chất kích dính tổng hợp, nó vừa ổn định mà vừa hiệu quả cao. Nó vừa là mình sẽ thấy là vừa nhờ cái keo dán epoxy, polyimide, acrylic hoặc là silicon, urethane, ví dụ vậy. Nó thì nó sẽ kết dính những cái vật liệu mà phổ biến, ví dụ là gì, là kim loại, gốm sứ, nhựa, composite, vân vân ha. Rồi tiếp theo nữa là người ta cũng có thể là chế tạo những cái tấm film, nghĩa là những cái màng rất là mỏng các bạn, từ cái polymer. Thì như vậy mình thấy độ mỏng nó có thể là rất là nhỏ nha, ví dụ là nó khoảng trong khoảng là 0,025 tới 0,125 mm. Đó thì như vậy này nó có thể dùng để làm gì, để làm những cái túi đựng ha, đóng gói thực phẩm chẳng hạn, ví dụ vậy. Rồi ha, thì tiếp theo ha, ở đây thì mình thấy là đây là làm bằng mỏng, có thể là polyethylene, polypropylene, đó, cellulose acetate. Rồi tiếp theo là những cái foam, những là những cái miếng xốp đó bạn. Thì foam ở đây là những cái chất dẻo ha, mà đây là nó sẽ có gì, nó sẽ có rất là nhiều cái lỗ nhỏ 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 ha, những cái lỗ nhỏ nhỏ nhỏ, và đây là coi như là những cái mình coi nhìn là những cái bong bóng khí nó được bẩy ở đây, hay là nó có những cái xốp bên trong. Thì như vậy ở đây có thể là nó làm từ cái nhựa nhiệt dẻo hoặc là nhựa nhiệt gắn đó. Thì ở đây ví dụ một số cái vật polymer này, ví dụ là poly urethane, cao su, polystyrene, rồi PVC ha đó. Thì như vậy ha, vì nó xốp như vậy thì dẫn tới là sao bạn, nó sẽ nhẹ đó, thứ nhất là nó nhẹ ha, thứ hai nữa là nó sẽ đàn hồi các bạn, đó nó đàn hồi. Thứ ba nữa là nó dẫn dẫn nhiệt là kém. Như vậy thành ra người ta hay ứng dụng cho những cái thành phần gì đó trong ví dụ là đồ gỗ chẳng hạn ha. Rồi ha, thì hoặc là trong cái gì, trong đóng gói ha, trong đóng gói, nghĩa là khi mà mình đóng mấy kiện hàng mình để những cái miếng xốp này vô á, thì sao nó vừa là dẫn nhiệt kém mà nó cũng vừa chịu lực được ha. Đó thì như vậy ha, là do là ở đây là nó có những cái bong bóng khí á, làm dẫn nhiệt kém. Tiếp theo á, là một số vật liệu polymer mà tiên tiến thì nó nhiều loại lắm á, ở đây một số cái giới thiệu điển hình thôi. Ví dụ trong trường hợp mà nhựa polyethylene mà mình tổng hợp được mà nó có khối lượng siêu lớn thì nó sẽ rất là bền á. Ví dụ ha, nó sẽ sao, nó sẽ rất là bền, nó có thể làm những cái vật liệu bảo vệ chẳng hạn ha. Thì như vậy ở đây là nó có thể là nói chung bền hóa tốt hơn so với bình thường chẳng hạn, ví dụ vậy ha. Rồi tiếp theo là ví dụ là polymer mà ở dạng là gì, tinh tinh thể lỏng đó, như vậy ha. Thì ở đây là nó có dạng cấu trúc, có thể có vi lực mà ở đây quá chắc ha, đó, nó có thể là đi qua được ha. Đó, ở đây nó là mình thấy là ví dụ cái tinh thể lỏng đó, những cái sợi nó xác suất có định hướng, những các bạn tìm hiểu thêm ha. Rồi tiếp theo nữa là ở đây là một cái cao su mà trên nền tảng là nhựa nhiệt dẻo. Như vậy thường thường cao su á, nghĩa là vật liệu đàn hồi á, thì nó là trên nền tảng là nhựa nhiệt gắn, tại vì nó là mạng không gian ba chiều. Thì bây giờ tại vì nó là nhựa nhiệt gắn là cao su á, nó sẽ rất khó để tái chế. Thì bây giờ người ta sẽ nghiên cứu, họ chế tạo ra là cái cao su nhưng mà trên nền tảng là nhựa nhiệt dẻo, nghĩa là nó cái liên kết ngang nó là yếu hơn các bạn. Như vậy trong trường hợp này họ sẽ chế tạo nó có những cái nhóm gì đó tương đối cồng kềnh ha. Đó thì những cái nhóm này á, thì khi mà mình chế tạo ra được cái vật liệu á, thì những cái nhóm này nó sẽ nằm kế nhau và nó có tương tác với nhau ha, nó tương tác với nhau dẫn tới là nó giữ lại nhau và nó có tính đàn hồi. Nên tuy nhiên là khi mình đun lên tới nhiệt độ đủ cao thì cái liên kết này nó sẽ bị tách ra do cái chuyển động nhiệt và họ có thể tái chế lại được ha. Rồi tiếp theo ha, thì ở đây là cái phần này là cái những cái quá trình tổng hợp, và nói chung là những cái quá trình liên quan tới polymer. Thì cái phần này thì các bạn tự tìm hiểu ha. Nó thì đó là cái nội dung của video này, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn, trong video này tôi sẽ giới thiệu các bạn về vật liệu composite. Thì như vậy các bạn sẽ thấy cái hình đây ha, là một cái ván trượt tuyết ha. Thì vậy bạn sẽ thấy là nó sẽ được cấu tạo từ rất là nhiều thành phần. Thì mỗi một cái lớp thế này nó là một cái vật liệu khác nhau ha các bạn.
và mỗi một cái lớp nó sẽ có một cái vai trò nhất định. Thì như vậy ha, đây là một cái ví dụ về cái vật liệu composite, nghĩa là composite ở đây là cái vật liệu mà nó cấu tạo từ gồm nhiều cái thành phần ha các bạn. Ở đây các bạn sẽ có định nghĩa đó. Như vậy ha, vật liệu composite là cái vật liệu mà nó gồm nhiều cái pha đó. Ví dụ ha, trong trường hợp này là ví dụ là cái vật liệu polymer mà nó được gia cường bằng cái sợi thủy tinh, nó là gồm là cái pha của polymer là vật liệu hữu cơ và cái sợi thủy tinh nó là vật liệu gốm sứ đó. Như vậy ha, đây thì mình sẽ thấy là nó có nhiều cái ha. Ví dụ ở đây đất sét mình có thể cho thêm nó gỗ vô ha chẳng hạn đó, hoặc là ví dụ giống như là trong trường hợp thép ha, mình cho thêm những kim loại khác để tạo thành là cái hợp kim đó. Như vậy ha, thì ở đây thì mình sẽ thấy rằng là sao, ở đây thì mình sẽ thấy là cái vật liệu composite thì nó có thể là trên cái nền tảng của những cái loại nhựa polymer, vật liệu gốm sứ và kim loại ha. Đó thì như vậy ha, thì ở đây lý do tại sao mà mình cần có vật liệu composite thì mỗi một cái vật liệu nó sẽ có một cái ưu điểm và một cái nhược điểm nhất định chẳng hạn. Thì bây giờ nó sẽ có những cái lĩnh vực mà nó yêu cầu những cái tính chất rất là đặc trưng mà có thể là một cái vật liệu thì nó sẽ không đáp ứng được. Và như vậy trong cái trường hợp này người ta cần kết hợp lại để mà nó có những ưu điểm ha. Đó thì mình thấy nè, những cái ứng dụng ha mà nó đòi hỏi kỹ thuật cao đó, dù trong cái lĩnh vực là trong vũ trụ ha, hoặc là dưới nước chẳng hạn, là cái môi trường ăn mòn chẳng hạn, trong lĩnh vực y sinh chẳng hạn, ví dụ là trong cái lĩnh vực mà giao thông vận chuyển đó. Như vậy là những cái động cơ máy bay thì bây giờ đòi hỏi là sao, nó phải cứng mà nó phải nhẹ nữa ha chẳng hạn đó, như vậy nó chống được ăn mòn chẳng hạn, chống được mài mòn đó. Đấy thì như vậy ha, thì trong trường hợp này thì cái vật liệu composite nó rất là quan trọng ha. Rồi bây giờ ở đây thì mình sẽ thấy là vật liệu composite thì nó sẽ được chia thành là hai pha, một cái là nó sẽ là cái khung nền và một cái là đối tượng phân tán ha. Đó, như vậy cái khung nền cái này nè thì nó là cái lượng nhiều hơn các bạn, còn cái phân tán là cái lượng ít hơn đó. Rồi bây giờ ha, ví dụ đây là một số cái hình tâm minh họa ha. Đây là những cái thanh màu vàng vàng đó là cái pha phân tán đó, còn bây giờ bên đây là cái khung để phân tán, cái nó nhiều hơn ha. Nó như vậy thì ở đây nó có nhiều cách phân tán khác nhau, thì như vậy ở đây người ta sẽ chia ra là phân loại làm sao. Cái vật liệu composite này ha, người ta chia ra thứ nhất là gia cường bằng cái hạt, nghĩa là mình sẽ cho những cái hạt vô, thì hạt này có thể là có kích thước là lớn hoặc là nó nhỏ hay ha, nhỏ phân tán tốt. Rồi bây giờ hoặc là mình có thể cho vô là những cái sợi, nó những cái sợi này có thể sắp xếp là nói chung là sao liên tục ha, nó chẳng hạn ha, trong trường hợp này không liên tục nhưng mà thẳng hàng, hoặc là sắp xếp một cách là tự do không có định hướng đó. Còn trong trường hợp nó có cấu trúc ở dạng laminate, cái là dạng lớp các bạn, nhiều lớp chồng lên nhau dạng sandwich, à, giống như cái bánh sandwich cũng là nhiều lớp chồng lên nhau. Thì như vậy ha, mình sẽ xem một số cái loại ha. Đầu tiên là cái vật liệu composite mà nó được gia cường bằng những cái hạt ha, nó có hạt lớn hạt nhỏ đó, như vậy hạt lớn ha, chẳng hạn. Ở đây nó có những cái phần mà tính chất này nó cái kiểu ha, những cái tính chất vật lý công thức tính thì tôi lướt qua ha, tôi chỉ giới thiệu điển hình thôi. Như vậy trong cái trường hợp này mình thấy là cái hình ảnh kính hiển vi quét bề mặt này ha, cái vật liệu composite của là gì, của cái coban dưới là cái vân vam carbon ha. Đó, như vậy ha, thì nó là những cái pha phân tán vào nhau đó. Rồi tiếp theo ví dụ trong trường hợp này là cao su tổng hợp ha, đó cái lớp cao su tổng hợp, thì bây giờ cho thêm là cái carbon slab vô ha, những hạt carbon cho vô. Như vậy những hạt carbon này sẽ có màu đen, còn cao su thì nó sẽ có màu sáng hơn. Nên người ta phân tán vô cái kích cỡ này, người ta chụp một cái tọn thế này 100 nanomet, nghĩa là những hạt này rất là nhỏ các bạn. Đó. Rồi tiếp theo nữa ha là cái xi măng các bạn. À, bê tông các bạn. Ở đây là bê tông chứ không phải xi măng nha. Nên là bê tông thì nó là một cái ví dụ về một cái vật liệu composite dạng hạt điển hình ha. Nó như vậy là cái
bê tông đó là trong vật liệu xây dựng nó những khối bê tông các bạn làm từ gì? Các bạn sẽ làm nó từ là thứ nhất là xi măng nó sẽ đóng vai trò là thành phần kết dính đúng không? Rồi thì mình sẽ thêm gì vô? Mình thêm đá với cát vô các bạn. Nói nghe các bạn nhớ là khi người ta trộn hộ á, lấy là xi măng, người ta thêm nước vô, thêm cát, thêm đá, cuối cùng thêm nước và trộn lại. Đó như vậy ha, đó là cái vật liệu composite. Đó, ha. Nói chung là cát, đá và nước và thêm cái xi măng. Đó. Rồi, tiếp theo ha. Thì như vậy ha thì cái đằng, ở đây thì nó có cái loại xi măng mà được gia cường thì trong trường hợp này người ta có thể thêm vô một thứ khác, một số cái vật liệu khác mà nó có bền hơn, ví dụ là người ta cho vô những cái sợi dây ha, những cái thanh sắt ở giữa vô thì như vậy mình gọi là bê tông cốt thép đó bạn, để nó cứng hơn nữa ha. Rồi tiếp theo ha, ở đây là trong cái trường hợp là cái vật liệu composite mình cho hạt nhưng mà phân tán ha. Nói chung ví dụ ở đây mình sẽ thấy là kim loại và hợp kim, đó là những ví dụ về trường hợp mà mình phân tán vào nhau á. Đó là vật liệu composite nha, nghĩa là hợp kim á. Đó như vậy cái pha phân tán có thể là kim loại ha. Đó. Thì hoặc là có thể là không kim loại giống như oxit. Ví dụ ta thấy rằng là trường hợp mà cái kim loại niken mà các bạn cho thêm là cái thori oxit vô THO2 ha, như một lượng nhỏ thôi. Đấy, như vậy là nó sẽ ở đây là trong trường hợp là sao? Nó sẽ được chịu được cái nhiệt độ ha, cao hơn, bền nhiệt hơn. Đó, chẳng hạn hoặc là ví dụ trong trường hợp mà nhôm và nhôm oxit. Nhưng mà cái lớp nhôm oxit thì nó rất là mỏng ha. À, tuy nhiên là nó có thể là bảo vệ cái bề mặt của nhôm. Đó. Rồi tiếp theo á, đây là cái nhóm mà vật liệu composite mà không phải là hạt mà bây giờ là mình cho vô là sợi ha. Đó như vậy mình cho những cái sợi này vô ha để tăng cái độ bền của nó chẳng hạn ha. Đó thì như vậy ha, ở đây thì mình sẽ thấy là sao? Ở đây thì nó có một số công thức tính toán này nó các kiểu khi mình cho mấy sợi vô hồi này tôi lướt qua ha các bạn. Thì ở đây mình sẽ thấy là cái cách người ta cho sợi vô này, những cái sợi này có thể phân tán có định hướng nè. Ha, hoặc là phân tán lộn xộn. Những cái sợi tương đối dài, những sợi tương đối ngắn chẳng hạn. Rồi ha. Thì như vậy ha, ở đây thì cái phần tính toán tiếp theo này lướt qua. Rồi. Công thức tính toán hơi nhiều các bạn, nhưng mà các bạn sau này các bạn có làm nghiên cứu các bạn cần thì các bạn phải coi được các bạn tính trong trường hợp mà mình chế tạo vật liệu composite. Đây thì ví dụ bạn sẽ thấy là đây làm cái gì ha, đây là vật liệu composite nè. Đây thì như vậy là ví dụ là trường hợp là nó từ là polyester và thủy tinh, sợi thủy tinh đó, hoặc là giữa carbon và cái nhựa epoxy, hoặc là nhựa epoxy và cái nhựa canvas chẳng hạn đó. Rồi, tiếp theo. Rồi, ở đây ha. Ở đây là một số cái sợi ha. Điển hình mình sẽ cho vô thủy tinh hoặc carbon. Đó, chẳng hạn. Này, ví dụ ở đây là cái bảng ha. Ở đây là cái trường hợp cái sợi polycarbonate mình cho một cái số sợi vào ha, thì mình cho xin lỗi mình cho sợi thủy tinh vào những cái lượng khác nhau thì mình sẽ thấy là nó sẽ thay đổi cái ví dụ từng tính chất ha, dù là khối lượng riêng nó sẽ thay đổi, ví dụ trong trường hợp nó sẽ nặng hơn chẳng hạn, rồi bây giờ nó sẽ thay đổi những cái tính chất về cơ học của vật liệu ha. Đó. Rồi tiếp theo ha, thì như vậy cái sợi của mình. À, thì ở đây bạn sẽ thấy là một số loại sợi phổ biến được hay dùng để cho vô nè. Thì đầu tiên á, là ở đây là mình cho cái sợi carbon ha, graphite. Thì như vậy là ưu điểm của nó là nói chung là rẻ tiền ha. Rồi như vậy ở đây là cái silicon nitride, nhôm oxit, silicon carbide, nhôm oxit, rồi cái nhựa canvas ha. Đó. Ở đây một boron, silicon, carbide nè. Đó này polymer chẳng hạn. Đây là đây, trong cái trường hợp tiếp theo á, là một số kim loại ha, ví dụ sợi thép, sợi molybden ha, sợi vân vân. Thì như vậy ha, đó là cái sợi cho vào.
Ở đây ha, tiếp theo là cái pha phân tán thì như vậy thường nó làm xin lỗi là cái pha mà để chứa là cái khung khung nền thì như vậy có thể là thường là kim loại, polymer và gốm sứ. Thì nói chung là ở đây là kim loại với polymer thì thường là nó sẽ có độ bền tốt hơn nha, so với cái trường hợp cái khung là gốm sứ, tại gốm sứ nó tương đối giòn các bạn ha, nó dễ bị nứt kém bền hơn. Rồi như vậy ha, thì trong trường hợp mà nếu giả sử là dưới polymer thì mình sẽ cho gì vô, thì như vậy ở đây mình sẽ thấy là cái sợi thủy tinh là cái thường hay được cho vô để gia cường polymer ha. Sợi thủy tinh được sử dụng là phổ biến nhất ở đây thì lý do là sao, thì đầu tiên đó là sao, cái sợi thủy tinh này nó sẽ rất là dễ kéo sợi từ trạng thái nóng chảy ha. Đó, thứ hai nữa là sao, thì nó sẵn có ha. Nói chung rẻ tiền đó. Nó như vậy ở đây thì nó sẵn có rẻ tiền đó, là phù hợp để mà sản xuất ha, vật liệu composite đó, như cái sợi nó thì cũng mạnh đó, thì như vậy nó sẽ tăng cường được cái độ bền ha. Rồi thì nó cũng tương đối là chơi về mặt hóa học đó, thì nó sẽ phù hợp để mà với những cái môi trường mà bị ăn mòn. Tiếp theo nữa là sợi carbon ha, sợi carbon mình cho gia cường sợi carbon thì như vậy cái sợi carbon đây là sao ta, là nó có module đàn hồi nè, cái kiểu ha, nghĩa là tính chất cơ nó là rất là tốt ha. Như vậy sợi carbon thường rất là cứng thì như vậy ha, nó cũng có thể là bền oxy hóa nhiệt độ cao đó, thì không ở nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao thì nó không là bị cháy ha, nhưng mà ở đây nhiệt độ phòng thì nó ok, thì nó không bị ảnh hưởng bởi ẩm, tại vì nó là cái vật liệu là kỵ nước các bạn đó, hoặc là nó có thể chịu được những dung môi axit bazơ chẳng hạn ha. Đó như vậy cái tính chất cơ, tính chất vật lý của nó là tốt. Rồi tiếp theo nữa ha, thì ở đây thì nếu giả sử quá trình sản xuất nó phát triển thì nó có thể là giảm tới cái chi phí là nó sẽ rẻ hơn ha. Tiếp theo nữa là cái vật liệu cái sợi mình cho vô nó là cái là polymer ha. Cái này nó trên nền tảng là mình thấy là ví dụ là cái poly này nè, polyparaphenylene tetra pheta amis, các bạn có thể coi công thức dưới đây ha các bạn. Nó cái này còn ký hiệu là nhựa canvas. Nói chung trong trường hợp này liên kết hydro là khá mạnh và dẫn tới cái sợi này nó rất là dai, rất là bền ha. Đó, một cái loại polymer tổng hợp mình cho vô. Thì như vậy ở đây mình sẽ thấy mình so sánh là cái tính chất của nó nè, thì mình thấy là ví dụ đây là sợi thủy tinh thì nó sẽ có cái lượng riêng nặng hơn ấy, mình cho vô làm cái vật liệu nặng hơn, carbon thì ở giữa ha. Rồi ví dụ là ở đây mình tính chất cơ học nè, ví dụ trong trường hợp sợi carbon mình thấy nó bền hơn nè, tính chất cơ nó tốt hơn, ví dụ vậy ha. Rồi thì tiếp theo ha, một số sợi khác các bạn hãy đọc thêm. Thì thật ra đây thì cái sợi thủy tinh ưu điểm là nó rẻ tiền nhất các bạn, sau đó tới mới là cái sợi carbon, các bạn thấy không, giá này nè đã tính theo cái đơn vị là đô Mỹ ha, trên kg thì mình thấy là sợi thủy tinh là rẻ nhất, nó tới là sợi carbon đây, mà carbon này nó cũng có nhiều loại ha. Đó. Rồi cái vụ nhựa epoxy giá cao, cũng giá cao hơn đó. Rồi như vậy ha. Tuy nhiên là những cái sợi thủy tinh thì nó sẽ nặng hơn so với sợi carbon, nhựa thì nó polymer nó nhẹ hơn. Rồi tiếp theo ha, trong trường hợp là ví dụ là bây giờ là cái trên cái khung là kim loại á, thì sao ha, nghĩa là cái khung nền kim loại thì đây mình có thể cho những kim loại khác vào ha để chế tạo hợp kim. Đó, ví dụ trong trường hợp này nè, mình cho vô carbon, boron chẳng hạn, silic carbon, nhôm đó, chẳng hạn, cho vô thì như vậy là nó cải thiện được cái cơ tính của kim loại. Rồi cái trong trường hợp vật liệu gốm sứ ha, vật liệu gốm sứ cái khung nó là gốm sứ, đây là ở đây ví dụ mà mình sẽ thấy là người ta sẽ cho thêm một số cái loại oxit khác vô nha. Rồi
Tuy nhiên ở vật liệu gốm sứ thì nó thường là nó sẽ giòn, thành ra là cho vô không hợp lý là nó sẽ bị nứt các bạn. Ở đây cái vật liệu composite cũng có thể trên nền tảng là carbon với nhau. Mà còn cái trường hợp mà vật liệu composite là lai ghép là nghĩa là sao? Lai ghép á. À, thì như vậy trong trường hợp này nó có nhiều loại ha, nhiều loại sợi ha trên một cái khung. Đó, như vậy ha, thì ở đây nó kết hợp tính chất của nhiều loại sợi khác nhau. Đó, thì để ra một cái vật liệu mới mà tốt hơn. Đây là ví dụ một số quá trình mà người ta gọi là giống như là người ta làm vật liệu composite ha. Đó này này người ta cho thêm cái sợi vô giữa. Rồi, cuối cùng ở đây là mình nói về cái cấu trúc mà dạng lớp các bạn. Đầu tiên là dạng lamina ha, lamina là nói chung là nó có hai lớp. À, những cái bảng thế này nè, sheet ha. Những cái bảng mỏng thế này ha, nó hai lớp. Đó. Thì như vậy ha, hạt tiếp theo nó là dạng gì? Dạng sandwich. Sandwich thì nghĩa là nó gồm nhiều lớp các bạn. Ha, nhiều lớp. Nó ở đây ví dụ mình thấy trong trường hợp này nó có ba lớp nè. Sandwich nghĩa là nhiều lớp ha, còn lamina là hai lớp. Đó. Rồi, như vậy mình thấy ở đây trong trường hợp này nó có nhiều lớp giống như cái bánh sandwich vậy đó. Ha, mỗi một lớp là một cái vật liệu khác nhau và mỗi cái nó sẽ có chức năng riêng ha. Rồi, ở đây có thể là mình thêm khái niệm đó là vật liệu nano composite. Như vậy cái nano composite nghĩa là sao? Nghĩa là trong trường hợp này những cái hạt hay là những cái sợi mình phân tán vô là nó có kích cỡ nano. À, nó phân tán đều trong cái pha nghĩa là trong cái pha của cái khung nền đó. Như vậy thì các bạn nhớ vật liệu nano là cái thứ nó phải nhỏ nha. Rồi. Nói chung là từ 1 tới 100 nanomet. Thì đây là cái nội dung của cái khái niệm về vật liệu composite thì các bạn có thể đọc thêm để mà rõ hơn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.